Sáng ngày 4 tháng 4, tại Hà Nội, các lực lượng công an, quân đội hợp luyện diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Sau hơn một tháng huấn luyện, đội hình diễu binh diễu hành tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lấy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu 70 năm trước, thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi kiểm tra hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.